Bự, khủng luôn, khủng luôn. Kéo nè, kéo nè. Ôi, ôi, ôi. Kéo lại, kéo lại. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái hành trình đi săn cá trạch gần núi của Sang. Thì hồi sáng mọi người, Sang tranh thủ tới sớm để mình làm một mớ cần cắm á. Nãy giờ thì Sang làm xong rồi, Sang cắm ở bên cái độn suối gần núi bên kia. Cái độn suối gần núi bên kia á, thì Sang cũng có quay một vài video ngắn câu cho mọi người xem à. Nói chung cũng bên đó cũng rất là khả quan. Sang cắm thử bên đó khoảng 6-7 cây mọi người. Còn Sang đem khoảng 3 cây cần để ra ngoài cái suối nhỏ này nè. Câu thử, săn thử coi thử có cá chạch với lại cá núi gì to to không nha mọi người. Ở đây thì nó có hai cái đoạn suối nha. Một cái đoạn suối là to ở bên phía bên kia. Bên kia thì Sang câu khám phá thử cho mọi người xem rồi. Bên đó thì cá cũng khá là nhiều. Hồi hôm nó mới, hồi chiều qua nó mới mưa nữa. Nên là khả năng bên đó cá nó xuống nó ăn mồi mọi người. Đó, mọi người thấy cái địa hình không? Trời, cây cối tùm gì rất là dễ có cá chạch nè, đặc biệt là cá chạch mọi người. Cá chạch rồi cá trề núi rồi, nói chung rất là ngon. Chắc bây giờ Sang sẽ cắm thử một cây chỗ đây. Đó mọi người thấy gần núi không? Sang mới mang hai cần với gào trùng ở đây. Còn Sang cầm mấy cần này nè, Sang móc trùng, Sang qua bên khúc dưới á, mới nãy Sang quay cho mọi người xem á. Xuống dưới rậm rạp cắm nữa, hy vọng dính cá chạch nha. Cắm chỗ này thử một cây nha mọi người. Tại vì Sang thấy cái địa hình rất là khả nghi, dễ có cá chạch, cá trê luôn nè mọi người. Nên cắm thử chỗ này một cái. Bên đây. 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 Bên đây cá nhỏ nhỏ rỉ màu bạc mọi người. Thả xuống là quất ba bạc luôn à. Chạy. Ôi, rồi bị bự. Từ. Lên luôn. Đã mọi người. Ui. Đấy mọi người xem này. Chúc chè. Cũng được. To nha mọi người. Tưởng cá nhỏ nó rỉ không à. Hay về con rô vui bự nha. Quá đã. Không. Con này ăn còn được. Chưa nút lửa đó. Cây này. Đó. Có cá. Không biết cái gì. Cá chạch. Nó trong hốc này. Ui, dướng trà rồi. Đó, thấy không? Sang cắm nhiều cần lắm. Từ. Đó, một con cá chạch nè, thấy không? Mọi người thấy không? Ấy. Bây giờ, để Sang kéo nó lên nha. Để Sang tắt máy, Sang kéo nó lên. Con này cũng được nha mọi người. Ấy, êm. Sang cắm ở bên đây có 1 cây, 2 cây à. Sang cắm ở bên phía suối bên kia 6-7 cây lận. Để xíu nữa mình ngầu đây, mình câu. Xong rồi xíu nữa mình qua đó mình thăm nha. Cái gì? Ê. Rô phi nữa. Cũng bự. Hai con luôn mọi người. Con rô phi thứ hai nè. Cũng bự. Sướng nha. Đấy. Quá đã. Sướng nha. Cái rô phi trên núi ăn ngon lắm. Thịt ăn dễ. Ăn rất là đã luôn. Kéo đi. Trời ơi, xảy hậu. Chạy. Đang còn kia nữa sao? Chỗ này nước càng càng mà cá bạo mọi người. Ngay chỗ cái đường nước ra này. Đó mọi người thấy không? Mọi người nghe cái tiếng nước chảy không? Trời ơi, cá quá trời cá luôn. Đàn cá to không nha? Nhiêu đi. Níu đi. Níu đi. Đấy, đã chưa mọi người? Trời ơi, con nào nét ú nu thế mọi người. Đúng là cá núi thiệt, con nào nét đã. Quá sướng luôn. Nãy giờ 2 tiếng hồ không thăm mà mọi người nè. Nó quấn vô cái ấy nè. Một con chạch chà bá luôn. Con này còn ăn ngon. Bự nha mọi người. Chết à. Nãy quấn vô khen thăm cái cần này nè. Cái cần khen mới thế nè. Trời, nó dính nãy giờ chắc không phải tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Nãy giờ 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi Sang mới qua thăm. Ai gì nó mới quấn vô cái cây trà chết bà nó. Để Sang làm. Con này còn ăn ngon lắm mọi người.
để sang đi thăm còn mấy con phía trên đây nữa nè. Cây này chắc không biết sao đây. Cây này cũng không có. 6 cây dính được một con tạch chạch cũng khá to luôn mọi người. Sang nhóm lửa lên rồi mọi người. Con cá chạch thì Sang cũng làm sạch rồi. Bây giờ mình sẽ nướng nó nha. Rồi Sang mời mọi người thưởng thức luôn. Trời ơi mọi người nhìn nè. Quá đã mọi người ơi, thèm chảy nước miếng luôn á. Ngon mọi người nè. Đấy. Đã. Chạch ngon nha. Thơm, nướng mọi thơm mọi người. Không biết thịt như thế nào, để Sang ăn thử nha. Ngon mọi người. Xin mời tất cả mọi người nha. Quá lạ luôn. Thịt nó ngọt, thơm, dai, đúng là chạch ở gần núi mọi người. Hết sảy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục câu tiếp nha mọi người. Câu ngay chỗ này cá ăn nhiều nè, với lại cá to, cá ngon nhiều lắm. Là mình câu thử chỗ này. Tại vì đó, như Sang nói, cái họng nước ra là ra ngay chỗ này. Cái gì nó ăn ta? Ôi da. Bự nha mọi người. Một con bự nha. Đấy, con thứ ba mọi người. Đấy, đã chưa? Đấy, con này đã. Con này cũng được. Không quá bự nhưng mà cũng ngon này. Quá sướng đi. Đó, mới ăn xong rồi ra là có cá chạch ăn tiếp mọi người. Con thứ ba của ngày hôm nay nha. Thì nó dốc chiều khả năng cao và nó ra nó ăn. Đó, nên là câu rất là sướng luôn. Báo cá nha. Mọi người câu cá chạch á, mọi người móc cho dày trùng vô nha mọi người. Đó, dày trùng với nhiều vô, nếu mà nhỏ thì móc nhiều. Còn nếu mà trùng to thì móc nguyên con luôn nha. Dày trùng vô tại cá chạch á, nó rất há mồi luôn. Nó toàn táp chứ nuốt mồi không à. Đó, chứ nó không có ăn nhăm nhăm đâu nên là mọi người khỏi lo nha. Kéo nè, kéo nè. Ui, ui, ui. Kéo rồi, kéo rồi. Quá đã mọi người. Con này to con cái này nè. Ui cha. Hay. Hàng đây là chứ đâu nữa. Ấy, con này vàng khè luôn. Ôi trời, tùng dữ men. Bớt tung lại men ơi. Sốc nó. Sốc nó mọi người ơi. Cái này mà giật không kịp là chết luôn. Ấy, giật không kịp là xảy luôn á. Để Sang rửa mỏ ra nha. Rồi Sang giật dính con cá rô phi nữa nè. Nó ăn liên tục 2 con luôn. Ôi trời 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 trời. Nó ăn liên tục 2 con luôn. Đó. Rồi cá bữa chiều nó ăn mạnh ghê mọi người ơi. Con này bự nha, dài nha, gần 2 găng tay luôn. Quá đã. Thả xuống là lụm nè. Đó. Êm nha mọi người. Nhấp nhấp mà. Cái này chắc cá nhỏ mọi người. Ây. Còn ta. Rồi rớt xuống lại rồi. Con chạch nhỏ xíu mọi người. Bự khủng luôn, khủng luôn. Trời ơi. Quá đã. Mười xem con chạch à. Quá sướng. Trời ơi. Con này to lắm nha mọi người à. To hơn con hầu trưa mình ăn nữa. Quá đã nha. Sướng rồi. Để Sang cắt ấy ra, cắt dây ra. Quá sướng rồi. Trúng mánh rồi. Ăn lần 2 cây luôn rồi. Chạy đâu. Trời ơi, cá chạch có chút xíu mà mọi người ơi. Chán ghê. Ăn đi. Đó, 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 đó mọi người. Không biết cái gì nha. Tại còn cá chạch á, là nó kéo luôn nha. Nó kéo luôn, nó kéo cong ngon cong luôn. Còn mấy cá nhấp nhấp này là không biết cái gì. Có thể là cá chạch nhỏ, tại vì mới nãy Sang câu 2-3 con cá chạch nhỏ lên rồi mọi người. Nhỏ xíu rồi.
giật cái bay mỏ luôn, giật cái thẳng bay thẳng ra kia luôn rồi. Dí màu nè đó, thấy không? Đây, 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 đây. Đấy, tiếp nha mọi người. Ôi, ôi, mọi người. Mọi người xem nó móc nè, con chặt nhỏ nó móc. Nó móc ngay ngay cái lưng. Đổ ra. Vãi chưởng thật. Trời. Con này nhỏ à. Nó móc ngay ngay cái sống lưng sao á. Hên. Xém xảy luôn mọi người. Đó, con thứ 6 nha. Trời ơi, cái ổ này cá chạch không luôn á. Nãy giờ không tính mấy con cá chạch nhỏ là tính luôn mấy con cá chạch nhỏ là gần cái chục con ngay ổ này rồi. Xem thấy ổ xong nó ăn xong rồi nó hết ăn mọi người. Hồ ông con Luffy chào bá luôn. Đã mọi người. Hơi trúng bánh rồi. Đã chưa? Ú nuôi. Cá cỡ này mới lấy nha, cá nhỏ nhỏ thả bớt cho lớn mọi người. Mình sẽ xem lại thành quả nha, để xem lấy nó lên bờ ấy. Trời ơi, hôm nay quá đã luôn. Đấy. Để xem lấy lên bờ cho mọi người xem. Ôi trời. Ô ô Luffy chạch được 6 con mọi người. Mình ăn hết 1 con. Đó, còn mấy chạch nhỏ rớt xuống cõi nói. Đó, quá đã luôn. Trời ơi, nói chung mà gì mọi người. Ồ, có mấy con chạch to lắm. Đó, đã chưa mọi người. Đấy, sướng nha. Quá, bội thu luôn rồi. Trời, quá đã luôn mọi người ơi. Cái lỗ đó đúng là nhiều cá luôn mọi người. Đặc biệt là cá chạch à. Nếu mà tính luôn mấy con nhỏ mà mình giật rớt nữa cũng phải gần 10 con á. 5 con chạch to, 1 con vừa vừa với mấy con nhỏ giật rớt. Luffy thì khỏi nói luôn, con nào nấy bự bự mọi người. Mấy con nhỏ thì Sang cũng tranh thủ là thả nó lại để nó lớn mọi người. Nói chung là hôm nay rất là bội thu và trúng mánh luôn. Cái chỗ này á, nếu Sang đổ á, là nếu mà nước mà mưa xuống mọi người nó dâng cao lên á, sẽ có những con hàng khủng, chặt hàng khủng ở đây. Sang sẽ hẹn gặp mọi người ở những cái tập tiếp để xem mình ra đây mình săn cá chặt to nha mọi người. Còn bây giờ thì Sang xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết tập này nha. Và tạm biệt tất cả mọi người. Bye.